tiết thì chợ Bảo Tàng tiệm cà phê mù nó hơi. Hôm nay xem camera thì nó là mây siêu phẩm. Mây siêu phẩm thì tôi sẽ trên trời là gọi là mù mịt, dưới này nhìn như mù mịt. Đấy, mình bắt đầu đi chợ Bảo Tàng nha. Thầy hướng dẫn các video đi như này. Mọi người share cho một like, một tim là share. Dậy từ 6 giờ nhưng mà phải đưa con đi học. Báo mây cho mọi người rồi nhưng mà phải đưa con đi học em ra là sẽ săn mây muộn hơn mọi người một tí. Nên là khó mọi người nhìn thấy không? Trên đầu một cái mùa mù này là mây mù nóng chắc chắn là mây nhá. Đây mà nó đi. Mình sẽ đi vào ngõ hoa anh đào. Đường lên nhà mình nhé. Có bé Phung chào đón này. Huyền ơi. Đây. Con mình đang ở đây. Ôi. Sao em? Nói đi. Tủ giày dưới kia gì? Ok, để mình đi xuống tủ giày mình lấy đã nha.